Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục đọc sách tiếng Việt lớp 5. Hôm nay mình xin đọc bài Nắng Trưa của tác giả Băng Sơn. Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng manh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế? Tiếng vọng kẽo kẹt, cái buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng cô ru em cất lên từng đoạn à ơi, hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiêu thiêu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ơi. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên rồi lại liệm đi, rồi quen nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy, và ở góc vườn tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió, cây chuối cũng ngủ. Tôi lo lặng đi như thiếp vợ trong nắng. Đường làng vắng ngắt, bóng tre, bóng dưới cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra làm cái nốt thử rụng chưa xong. Thương biết bao, mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.